Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày qua, giá heo hơi chưa tăng nhưng cũng không giảm thêm và tín hiệu tích cực đối với các hộ chăn nuôi là hiện nay giao dịch thịt heo tại các tỉnh ở khu vực phía Bắc đang sôi động trở lại. Trong ngày hôm nay, đa phần các tỉnh ở thị trường miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg, cục bộ một số trang trại ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như là Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định hay là Hà Nam có mức giá bán ra cao hơn 60.000 đồng trên 1 kg. Theo nhiều chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hải Dương đều cho rằng thương lái hỏi mua heo đã nhiều hơn so với những ngày trước. Và đây là dấu hiệu cho thấy một đợt tăng giá mới sắp bắt đầu. Các tỉnh ở vực Trung Du và miền núi phía Bắc trong ngày hôm nay cũng duy trì trong khoảng từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang và địa phương này cũng không có xu hướng giảm giá trong ngày hôm nay. Ngày như các địa phương ở tỉnh Thái Nguyên, dòng siêu bao máu loại 1 trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí heo đẹp nhiều nơi ở tỉnh Bắc Giang còn báo giá lên đến 59.000 đồng, thậm chí 60.000 đồng còn dễ bán hơn so với trước. Các tỉnh ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay, đặc biệt là khu vực Sơn La, Lai Châu hay đối với một số địa phương như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiều nơi báo giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, tuy không có xu hướng giảm thêm trong ngày hôm nay, nhưng mức giá bình quân 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg rất phổ biến ở các tỉnh này, đặc biệt là một số địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Ngày như khu Vĩnh Long hay tỉnh Hậu Giang trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng giá như vậy. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có xuống thì ngang. Một số địa phương như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương còn lại ở thị trường miền Đông. Trong ngày hôm nay, các tỉnh này phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn có mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung của các tỉnh của khu vực phía Bắc. Phần lớn các địa phương trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg và mức giá này xuất hiện ở cả khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực miền Nam Trung Bộ. Điển hình một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An hay là khu vực Hà Tĩnh có mức giá cao, ngay như ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó các tỉnh ở khu vực phía Tây Nguyên có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng và mức giá này xuất hiện ở các địa phương như Đắk Lắk, Kon Tum hay là đối với tỉnh Gia Lai là phổ biến. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội có mức giá bình quân từ 57 cho đến 58.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình 57 cho đến 61.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg nhỉnh hơn so với các địa phương khác ở thị trường miền Bắc. Hải Dương bình quân 57 cho đến 60.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh Hải Phòng có mức giá bình quân từ 57 cho đến 60.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay bình quân từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó các địa phương khác ở thị trường miền Bắc như Phú Thọ có mức giá bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay bình quân từ 57 cho đến 58.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay bình quân từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay dao động từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg hai địa phương đó là Lào Cai và tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 57 cho đến 60.000 đồng. Ghi nhận ở huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai, các hộ chăn nuôi báo giá 58 cho đến 60.000 đồng, Hai khu vực Lục Yên của tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay đạt mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Tuyên Quang phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Khu vực Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, bình quân từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay đạt dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Cao Bằng từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Sơn La dao động 56 cho đến 58.000 đồng. Lai Châu trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg trong khi đó đối với tỉnh miền Biên nhìn hơn một giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực miền Trung cũng ít có sự biến động, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 56 cho đến 59.000 đồng, Nghệ An có mức giá bình quân từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, ở huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân 56 cho đến 57.000 đồng. Hà Tĩnh bình quân từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Huế 55 cho đến 58.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Nam 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 55 cho đến 58.000 đồng. Bình Định 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phú Yên có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Khánh Hòa giao động 54 cho đến 57.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay như Gia Lai có mức giá giao động 53 cho đến 56.000 đồng. Còn Tùm có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk 55 cho đến 57.000 đồng. Đắk Nông trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng. Lâm Đồng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Theo ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, giao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng. Bà Địa Vũng Tàu có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng và bằng so với thành phố Hồ Chí Minh trong khi đó, các địa phương như Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ theo ghi nhận tại tỉnh Bến Tre phổ biến 55 năm năm cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến 54 cho đến 56.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng giao động 54 cho đến 56.000 đồng. Theo một số hộ chăn nuôi báo giá của Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng trong ngày hôm nay bình quân đạt 55.000 đồng trên 1 kg. An Giang đạt mức giá bình quân 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Cần Thơ 54 cho đến 56.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Cà Mau trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Kiên Giang, phổ biến trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Nhiều chăn nuôi báo giá ở khu vực Giang Thành của tỉnh Kiên Giang có mức giá bình quân 55.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong ngày hôm nay, phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, tại đất nước láng giềng của chúng ta đó là Trung Quốc, giá heo hơi đang cho thấy dấu hiệu tăng mạnh. Đã tăng mạnh trở lại từ đầu tháng 8 khi chính phủ tăng cường thu mua cho kho dự trữ quốc gia nhằm ổn định nguồn cung tại quốc gia tiêu thụ lớn nhất trên thế giới này. Và có những thời điểm giá heo hơi của Trung Quốc đã lên đến 86.000 đồng trên 1 kg. Và điều này ít nhiều cũng tác động đến xu hướng tăng giá ở thị trường trong nước vào đợt này. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.